chức năng kết nối điện thoại. Em xin giới thiệu, đây là dàn trung, size nhỏ cũng đúng mà dàn mini cũng đúng, nhưng mà nó được biết đến là dàn trung size nhỏ nha. Model là Sony CS-D1. Dàn này có hai thấp rời, sử dụng nguồn độc lập kết nối với nhau bằng dây AV, nên mình có thể tách rời từng thớt sử dụng riêng lẻ đều ok. Chức năng chính là full gồm có âm ly, kim, CD hoạt động ok, và thớt thứ hai phía trên này là MD hoạt động ok. Đây là một trong những dàn rất hay của thương hiệu Sony, và độc đáo là dàn này chép MD cực kỳ chuẩn, không cần chỉnh. Chép MD về các anh nghiên cứu nha. Còn cần giải thích gì thì vào Zalo em sẽ giải thích riêng, em sẽ không chỉ chép MD trên clip này đâu. Dàn này là một trong những dàn chép MD, xóa MD cực kỳ chuẩn cho chất lượng âm thanh của MD lẫn CD rất là hay. Có giải mã DAC kết nối Max TV không cần mồi, và điểm đặc biệt, xưa giờ Sony FM chỉ tần số 90, nhưng dàn này FM của Sony CS-D1 là 108 bắc full Đài Việt Nam. Cái lòng lo nó là sợi tổng hợp giống như là dàn Denon, cho bass cực kỳ quy lực và chắc, giống hệt sợi tổng hợp của Denon luôn. Và chép là chép đơm, mà chép đơm nó mềm như vậy, đánh ra tiếng chép cực kỳ vang và sáng nha. Mặt dàn là phay nhôm, các anh tưởng tượng phay nhôm mà nó sâu cả lóng tai của em như vậy rất ít gặp. Đa phần phay nhôm của nó giác mỏng như vậy thôi, nhưng mà phay nhôm của dàn này rất là sâu. Chiều cao của loa là 30cm, chiều ngang cả bộ dàn là 55cm, sử dụng tốt cho phòng 30m2 đã về. Hàng nội địa Nhật nguyên bản nguyên zin, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ em sẽ ship chung cho mình. Còn không thì có thể lấy điện 100-110V từ ổng áp ra sử dụng cho bộ dàn. Cục đổi nguồn bên em bán giá là 200.000 nha. Các nào có nhu cầu mua thì em sẽ ship chung. Số điện thoại cũng như Zalo bên cửa hàng em là 0931008099, gọi đến số này để em tư vấn và chúc hàng, hoặc nhắn tin Zalo cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo trước khi mình mua bộ dàn này. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa MD. Mưa biên giới anh đi về đâu? Chiều âm u xét mướn, chờ người về vui trong giá buồn, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hôm, trăng còn khuyết mấy hoa không tàn. Cờ về chiều tung bay phất phơ, lòng này thương thương nhớ bầu trời xanh. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc trên đĩa này. Bên em có bán MD và nhận chép nhạc theo yêu cầu. Ở chợ nhắn nhầm nút exact ở trên này, lấy đĩa trên này nha. Các anh nào có nhu cầu chép MD nè, chép CD nè, chép nhạc theo ý thích thì cứ liên hệ em sẽ chép đĩa cho mình. Đĩa là em bán không tặng nha. Khi mình chuyển đủ 100% em sẽ tặng cho mình một cái jack Avera 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Còn không muốn chuyển đủ thì các anh cứ chuyển cọc cho em 500.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Khi mình nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Em bán hàng là không bao ship nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa CD. Vậy là CD nè, MD tất cả đều hoạt động ok, kết nối điện thoại cũng hoạt động ok luôn. Hình thức đẹp, lo đẹp, chất lượng âm thanh thì quá xuất sắc rồi. Bây giờ mình nghe một đoạn nhạc qua CD rồi em quay mặt sau cho mình tham khảo và kết thúc clip test. Đêm nay nhìn trăng ngoài hiên, em thương nhà thương mẹ cha. Đêm khuya chạnh lòng em thao thức, lạ giường em ngủ làm sao. Lạ giường em ngủ làm sao.
Sử dụng nguồn độc lập kết nối với nhau bằng GAV, hai ngõ optical in, hai ngõ optical out. Mình dùng giải mã DC kết nối Max TV qua tín hiệu quang giải mã 24 bit không cần mồi, hoặc mình kết nối với thiết bị ngoại quy phát qua ngõ AV này. Mình có thể chọn ngõ in để kết nối điện thoại, TV, máy tính, hoặc ngõ out để kết nối với những cái thiết bị rời khác ở ngoài. Công suất của lo là 50W một thùng, 100W trên cặp lo. Chạm lo là sắt bắp chuối cực kỳ chuyên nghiệp. Công suất của Amply nó nằm ở phía dưới như là 65, bây giờ chút xíu em sẽ công bố trên cái bài đăng nha. Cái nào mua hàng thì cứ liên hệ 0931 008 099 để em chốt hàng cho mình.